Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 56, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà nước. Trong điều kiện nước ta còn khó khăn, đôi khi thiệt hại do lãng phí không kém gì thiệt hại do tham nhũng. Vì vậy, nội dung báo cáo cần thiết thực, rõ ràng, có địa chỉ, có giá trị thực tiễn, tránh nêu chung chung. Qua thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng báo cáo còn nhiều chỗ chưa có con số cụ thể rõ ràng. Bên cạnh đó có những địa phương chậm ban hành chương trình về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phải phê bình nghiêm khắc những cái đơn vị mà lập cái chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí chậm. Thì lập chậm thì nó không còn có tác dụng nữa. Lẽ ra là bắt đầu từ tháng 1 mà đến tháng 9 mới làm thì đâu còn có ý nghĩa nữa. Dẫn chứng về sai phạm trong công tác mua sắm sử dụng phương tiện thiết bị phòng chống dịch COVID-19 tại một số địa phương thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc để xảy ra sai phạm trên bên cạnh nguyên nhân do cá nhân thì còn có nguyên nhân do chưa có hướng dẫn cụ thể kịp thời của các cơ quan chức năng đáp ứng được yêu cầu cấp bách phòng chống dịch. Điều này gây thất thoát tài sản công, tăng chi phí khám chữa bệnh của người dân và làm tổn thất cán bộ chuyên môn cao. Trách nhiệm của nhà nước có trách nhiệm gì đây không? Anh không có hướng dẫn, anh không nói là trường hợp nào cấp bách thì được là chỉ định thầu. Quan trọng nó phải công khai minh bạch thôi. Bây giờ báo cáo với các ông chí là tình trạng năm nay cũng vậy, là tất cả các nơi đều sợ để mua sắm cả. Vật tư thiết bị cho phòng chống dịch là rất sợ. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần nâng cao chất lượng báo cáo cần đi sâu vào thực chất, bám sát luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và quyết định 116 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Sáng nay ta đã nói vấn đề cơ cấu vị trí. Thì bây giờ công chí phải nói ngay là trong cái tài cơ cấu về chi ngân sách đây này, về vấn đề thu đó. Anh thất thoát, anh lãng phí, anh để hao tổn cái nguồn lực như thế nào? Đây đều là một nội dung. Chi thường xuyên, thế thì 2020 nữa là bao nhiêu? Chẳng có số liệu gì cả. Để chứng minh là cái tiết kiệm chi thường xuyên là bao nhiêu tiền? Kết luận nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra làm rõ thêm nhiều vấn đề như tình hình quản lý đất đai, các dự án treo, các đô thị, gây bức xúc xã hội, việc xử lý các phương án liên quan đến doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các ngân hàng thua lỗ và công tác khắc phục hậu quả. Cần chỉ rõ các bộ ngành địa phương, các điển hình, các mô hình, các kết quả nổi bật, thực hiện tốt, các địa phương thực hiện chưa tốt, xử lý nghiêm khắc các vi phạm, từ đó hoàn chỉnh báo cáo để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15.